Theo các bạn, năng lượng có phải là truyền động lực gọi là năng lượng không? Người khác người ta truyền cho mình, làm cho mình hăng, mình gọi là năng lượng gì nữa? Lớp học mà vui vẻ, hoan hỉ thì gọi là năng lượng gì? Lớp học mà không vui khỏi không có năng lượng. Nếu lập luận như thế, ở ngoài quán nhậu là nhiều năng lượng nhất. Gì nữa? Vậy là chúng ta mới hiểu là cái bi, cái inside của mình, cái bi là rất quan trọng. Và nếu cái bi này mà nó méo thì cuộc đời của mình nó méo theo. Vậy đặt một cái câu hỏi, vậy bây giờ chúng ta muốn nhận diện cái bi này thì nhận diện nó như thế nào? Tức là chúng ta tránh kiến về cái inside của mình, về cái bi của mình. Nhìn sâu vào nó xem nó là gồm những đối tượng gì. Chứ chúng ta không học miên man, chúng ta lựa những đúng cái đối tượng thôi. Thì ở đây chúng ta mới nhìn này. Ở đời người ta hay nói một cái câu là không sống thì thôi, sống thì phải sung sướng, sống thì phải hạnh phúc. Vậy đặt câu hỏi là hạnh phúc là gì? Câu hỏi này hơi khó, chưa nên đặt câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên phải đặt câu hỏi là loại bớt một nửa đi. Đó là hạnh phúc nằm bên trong mình hay nằm bên ngoài mình? Câu hỏi đó quan trọng hơn hạnh phúc là gì. Sau khi xác định được nó nằm bên trong hay nằm bên ngoài mình, lúc đó các bạn mới đặt tiếp câu hỏi, những yếu tố nào nằm bên trong mình là những yếu tố cốt lõi hình thành nên hạnh phúc. Các bạn hình dung ha, cái này rất quan trọng. Tương tự như vậy, các bạn đặt câu hỏi động lực đến từ bên trong hay đến từ bên ngoài thì bền vững. Các bạn đi học, các bạn về rất hăng, cái đó người ta gọi là động lực. Nhưng động lực đó đến từ bên trong các bạn hay đến từ bên ngoài của buổi học nó ốp vuông. Bên ngoài. Tùy từng người. Nhưng nếu mà đi học về mà hăng lên gấp đôi là bên trong hay bên ngoài? Bên ngoài. Dư âm của khóa học nó còn. Phải làm sao 2 tuần sau, 1 tháng sau nó trôi đi mà các bạn vẫn còn duy trì được, tức là cái đó nội lực bên trong nó mới xuất hiện. Mà nhiều người nhầm cái này lắm các bạn nhé, nhầm cái nội lực và động lực lắm, hai cái này nhầm. Rồi nhiều khóa học bây giờ nó người ta lại lập luận là năng lượng cao hơn năng lực. Năng lượng khóa học cao lắm. Theo các bạn, năng lượng có phải là truyền động lực gọi là năng lượng không? Người khác người ta truyền cho mình, làm cho mình hăng, mình gọi là năng lượng gì nữa? Lớp học mà vui vẻ, hoan hỉ thì gọi là năng lượng gì? Lớp học mà không vui khỏi không có năng lượng. Nếu lập luận như thế, ở ngoài quán nhậu là nhiều năng lượng nhất. Gì nữa? Năng lượng nó cũng có 2 loại. Một loại là động lực và một loại là nội lực. Năng lượng phải từ nội lực mới gọi là năng lượng bền bỉ. Lưu ý cái đó nha. Hạnh phúc thì phải đến từ bên trong và phải phân biệt được rõ động lực và nội lực. Các bạn để ý rất nhiều bạn trẻ đi học những khóa truyền động lực, học hết khóa này sang khóa khác. Rồi đến một ngày đẹp trời về vẫn cứ chán đời như thường vì họ nhầm lẫn giữa động lực và nội lực. Có những cái buổi tôi đi chia sẻ cho sinh viên và rất nhiều bạn sau khóa học 2 ngày 2 đêm lên cảm ơn tôi vì cảm ơn có mỗi chỗ này. Họ bảo thẩm nào em đi học suốt 3 năm nay em chẳng thấy em tiến bộ gì. Mỗi lần em đi học một khóa về em hùng hục, em làm được 1 tháng sau đó em lại chán rồi. Vì họ nhìn vô động lực mà họ quên mất nội lực họ tự sinh ra được. Các bạn phải luyện cái thứ gì mà mình tự sinh ra được. Cách luyện, đối tượng đó là gì và cách luyện như thế nào mới quan trọng nha. Chúng ta nhìn vào cái ông Einstein này. Ông này ông ta nhìn chống tay lên cằm, ông ta nhìn xa xăm. Giống như ông ta đứng đây, ông ta nhìn đi cái hành tinh nào á. Các bạn có tưởng tượng bà vợ hơ hơ trước mắt ông nhìn thấy không? Không thấy. Vậy mới làm khoa học. Còn vợ vừa mở cửa đã biết là vợ rồi, thư ký vừa mở cửa đã ngửi mùi biết là thư ký rồi, không làm khoa học được. Thì làm được Sở Khanh thôi, không làm được khoa học đâu. 20 năm để ông này ra được cái công thức E bằng MC bình phương, thuyết tương đối. Thì theo các bạn, ông này có nghị lực hơn người không?
Các bạn có làm một cái điều gì đó mà làm đi làm lại 20 năm đeo đuổi đến tận cùng như thế chưa? Hay là làm đến lần thứ 5 bỏ cuộc rồi? Như ông này là làm hàng nghìn lần. Có một lần có một phóng viên đến hỏi vợ của ông: bà sống cùng với ông nhiều, ông có nghiên cứu kiểu gì mà ông ta biết được thuyết tương đối hay? Các bạn biết bà vợ trả lời sao không? Tôi chả biết ông nghiên cứu kiểu gì, nhưng mà ông tốn phong bì lắm. Phong bì thư á, người hâm mộ cứ gửi phong bì thư đến thì ông xé là ông đọc. Xong cái phần mà bìa trắng là ông lấy bút chì, ông nguệch ngoạc công thức lên trên đó. Tôi thấy ông nguệch ngoạc hơn chục năm nay rồi. Tức là ông ta nghĩ được cái gì, ông ta đặt bút xuống, ông ta ghi ngay lên trên cái phong bì thư. Để ông tính toán công thức dễ thoát. Tức là toàn bộ ông này dùng năng lực của tư duy để đưa ra công thức E bằng MC bình phương. Vậy nội lực ông này gồm hai yếu tố: nghị lực kiên trì hơn người và tư duy hơn người. Hai yếu tố rất rõ nét. Còn mẹ Teresa thì lại có hai yếu tố khác cũng rất rõ nét. 50 năm làm việc thiện nguyện, bất cứ một đứa trẻ nào mẹ cũng ôm vào trong lòng được. Từ một cái đứa trẻ nghiện hút heroin, từ bé bị nhiễm HIV, mẹ ôm được vào trong lòng hết. Đến lúc nó sắp chết, mẹ ôm vào trong lòng, mẹ yêu mí, quý nó, để một lúc sau nó chết không sao cả thì mẹ đem chôn. Cho đến một cái đứa bị ba mẹ bỏ rơi, trắng trẻo mũ mĩm, mẹ đều nuôi được hết. Và người ta định nghĩa đây là tình yêu vô điều kiện. Theo các bạn yêu con của mình, tình yêu đó là vô điều kiện hay có điều kiện? Đặc biệt là những người mẹ đang tự nhận mình yêu con vô điều kiện, các bạn suy nghĩ thật kỹ, có điều kiện hay vô điều kiện? Có nhiều hay có ít? Nhiều hay ít? Nhiều. Chúng ta yêu con cái của chúng ta rất nhiều điều kiện nha các bạn, rất nhiều. Đặc thù đó là điều kiện lớn nhất, nó phải là con mình. Nếu nó không là con mình là các bạn bắt đầu khó chịu liền. Các bạn một ngày đẹp trời nó 5 tuổi, các bạn đi xét nghiệm ADN phát hiện ra nó không phải là con mình. Các bạn nghĩ sao? Mà cái cô y tá, cô đã để nhầm cái nôi. Đẻ con mình ra về đứa con nó đi đâu rồi đứa con người khác cho mình nuôi, các bạn tức không? Các bạn thấy chưa? Các bạn đặt vào cái vai trò mà không là con mình, dù các bạn đã nuôi nó 3 đến 5 năm mà các bạn cảm thấy khó chịu liền. Các bạn không còn yêu nó như ngày đầu nữa đâu, tự động mai mờ nhạt. Rồi các bạn là chồng, các bạn đẻ ra một cái đứa con cùng vợ, lớn lên đến năm 10 tuổi đi xét nghiệm ADN, nó là con của vợ với thằng hàng xóm, các bạn còn yêu nó nữa không? Không phải là con của mình. Thế giờ các bạn đâu yêu được đâu. Nên cha mẹ yêu con là tình yêu đầy điều kiện, mà điều kiện lớn nhất nó phải là con. Còn mẹ Teresa thì có xét đến cái điều kiện đấy không? Đâu có xét đâu. Con ai chỉ chuyện của con ai, da trắng da đen kệ chứ. Tôn giáo nào kệ, mẹ Teresa là người Thiên Chúa giáo. Nhưng mà mẹ lại cứu người bên Hồi giáo nhiều nhất, giúp đỡ người Hồi giáo cả cuộc đời là mẹ Teresa. Nên khi mẹ Teresa bị mất, cái năm mà mẹ mất ấy, là 30 nguyên thủ quốc gia đến dự đám tang. 30 nguyên thủ quốc gia, 150 nguyên thủ quốc gia gửi thiệp chia buồn. Sau ngày mẹ mất mấy hôm là bên Hồi giáo phong thánh cho mẹ, 10 ngày sau Thiên Chúa giáo phong thánh cho mẹ. Mẹ là người được hai bên phong thánh chứ không phải một bên, kỳ lạ không? Các bạn cứ nhìn các ông to bà lớn nước mình, ai được 30 nguyên thủ quốc gia bay đến dự đám tang? Có ai được 150 nguyên thủ còn lại gửi thiệp chia buồn? Nhìn Việt Nam mình những thời cận đại đây, có ai? Không có một ai hết trơn. Kể cả những người các bạn gọi là lãnh tụ vĩ đại cũng không được cái điều này. Nên chúng ta mới hiểu cái công thức mà bà này bà làm bi nhân đu bằng ghi ở cái góc độ là cho đi vô điều kiện rất khó. Trong cuộc đời của mẹ Teresa là mẹ đi vào giữa hai làn đạn. Một bên là Palestine, một bên là Israel đang bắn nhau. Ở cái dải Gaza nó bắn nhau. Bà đi bà nhặt xác của những người lính hai bên và đem chôn. Thì theo các bạn là lính người nào chết nhiều hơn? Israel với Palestine bên nào chết nhiều hơn? Palestine chết nhiều hơn vì bên đó nó yếu hơn, bên kia quân đội nó mạnh hơn.
dân Israel thì thông minh hơn. Nhưng đặc thù của bà này là bà đi đến đâu là súng nó dừng đến đấy. Các bạn thấy lạ không? Bà cứ đi đến đâu là cái đoạn đó súng nó dừng lại không bắn, bà đi qua súng nó bắn nhau tiếp. Vì nó lý luận này này, nếu mà còn mẹ Teresa thì một ngày đẹp trời tụi nó chết thì có người đem chôn. Còn nếu mà mất mẹ Teresa rồi thì nó chết không có ai đem chôn nữa. Vì mẹ là một cái người không sợ điều gì cả. Chỗ nào cần giúp là mẹ đến giúp, bất chấp ở đó có chiến tranh, có HIV hay không mẹ không quan tâm. Mẹ làm theo cái hạnh nguyện trong Kinh Thánh nó ghi là yêu thương vô điều kiện. Mẹ thực hành thử cái hạnh nguyện đó trong cuộc đời của mình. Nếu đã vô điều kiện thì tất cả những cái thứ gì ở bên ngoài không cần quan tâm. Súng cũng là điều kiện, HIV cũng là điều kiện, chủng tộc này chủng tộc kia cũng là điều kiện, Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo cũng là điều kiện thôi. Còn yêu thương vô điều kiện thì mình phải bỏ qua mấy cái đó chứ. Cả cuộc đời mẹ thực hành cái chính sách đó đấy. Nên sau cái này mẹ mất là mẹ có trên 3.000 người theo cái hạnh nguyện của mẹ. Tự động người ta đi theo cái hạnh nguyện là trên 3.000 người. Thì cái hồi mà tôi đọc cái tích truyện mẹ Teresa mà đi dọc đường mà súng nó dừng, tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng may mắn là tôi có nghiên cứu kinh điển của Phật giáo và tôi có đọc chuyện cổ tích nhiều. Tôi phát hiện ra là thời nay cũng có cái con người như thế. Tức là thời xưa mà trong chuyện cổ tích nó ghi là chúng ta chơi với thú rừng là có thật. Các bạn có để ý, các bạn đi ở một cái quảng trường châu Âu ấy, hàng nghìn con chim bồ câu nó bay, nó đậu ở quảng trường khắp nơi đúng không? Các bạn ngồi ghế đá nó bay đến đậu bờ vai của mình, các bạn ăn bắp, nó ăn cùng đúng không? Các bạn thảy ra nó ăn cùng. Như vậy là nếu chúng ta không bao giờ giết hại con chim bồ câu nào thì con chim bồ câu coi người là thù hay coi người là bạn? Là bạn thì nó đậu lên vai bạn được không? Được. Khi nào nó coi mình là thù? Khi mình nhìn nó ra món roti, khi mình nhìn nó ra món kỳ này về nướng tối nay mà vặt lông mày lên nướng là ngon lắm này, thì cái ý nghiệp của mình nó khởi sanh thì tự động nó sợ, nó bay đi. Con thú nó không đọc được lời nói của mình, không hiểu được, nhưng nó cảm nhận được suy nghĩ của mình. Vậy là do khởi điểm là cái ý nghiệp của mình. Ý nghiệp của mình hòa bình với nó, coi nó là bạn thì nó là bạn. Mà ý nghiệp của mình muốn luộc nó, muốn nướng nó thì nó không chơi với mình nữa. Ý nghiệp của mẹ Teresa là gì? Muốn cứu những người lính ở hai bên chiến trận. Vậy thôi, mẹ cứ thế mẹ bước vào mẹ làm. Một vài tháng sau là hai bên biết là cái bà đó, bà chả sợ chết đâu, bà chỉ có đi nhặt xác lính đem chôn thôi. Thế là cả hai bên nó đều quý bà, nên bà đi đến đâu thì súng nó dừng đến đấy. Cái này trong kinh điển nó gọi là sức mạnh của tâm từ, sức mạnh của lòng từ bi. Khi lòng từ bi đủ lớn, nó lan tỏa ra những người xung quanh, làm cho tự nhiên họ ngồi bên cạnh mình mà họ muốn sống tốt trở lại. Sức mạnh của lòng từ bi quan trọng. Ngày xưa tôi đọc chuyện cổ tích tôi không tin. Tôi không tin luôn cả cái đoạn mà Đức Phật ngồi ấy, trong quá trình ngồi thiền ấy, trời mưa bão, có một con chăn khổng lồ nó ra nó che cho ngài, nó phình cái mang ra nó che cho ngài. Hồi đó tôi đọc cái này chắc cổ tích luôn. Nhưng về sau tôi đọc lại những cái tích truyện về mẹ Teresa, rồi tôi đọc luôn cả mấy con chim bồ câu, tôi quan sát thôi, đúc kết lại, tôi bảo hoàn toàn có thật. Mình hoàn toàn hòa bình với nó sẽ hòa bình với mình. Đó. Nên cái chuyện mà trong chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, nàng Bạch Tuyết vào trong rừng chơi với hươu nai cầy cáo, múa hát với tụi nó là có thật đấy các bạn. Và bây giờ các bạn sang Bhutan, điều này vẫn có thật. Ở Bhutan người ta chưa bao giờ sát sinh cái điều gì cả. Nên các bạn cứ để ý một cái con hươu, một con thỏ trong rừng, nếu mình không giết nó bao giờ thì mình dừng xe ven đường, mình lấy đồ ăn ra ăn, thì nó đến nó làm gì? Nó xin ăn, y như con chim bồ câu thôi. Nên các bạn có thể chơi được với hươu nai trong rừng là bình thường. Như vậy là người và vật sống hòa thuận với nhau là bình thường, hoàn toàn làm được. Hòa bình trên thế giới này làm được. Khởi điểm là điều chỉnh ý nghiệp của mình, đừng muốn giết hại ai, đừng muốn tham lam, đừng muốn giận dữ ai, thì từ từ nó thành hình. Và khi nó thành hình đủ mạnh thì nó thành năng lực của lòng từ bi. Nó gọi là năng lượng của từ bi nó tỏa ra. Đó. Vậy là mẹ Teresa là chúng ta thấy nghị lực hơn người,
đi vào giữa lằn tên mũi đạn mà mày chẳng sợ cái gì cả, và giúp đỡ mọi người cũng hơn người. Vậy nội lực của mẹ nằm ở hai yếu tố: nghị lực hơn người và đạo đức hơn người. Lòng thương yêu vô điều kiện.